chứ. Đấy, ba, ba đi giặt cho. Xin chào. Ba làm nè. Nè cô chú. Ai cha 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 cha. Cái này cái gì đây? Bi Bi qua đây nè, phải nói cô chú coi bữa nay Bi đi đâu về nè. Đi đâu? Đi đâu về? Đi. Đi đâu? A coi. A. Nè cả nhà ơi, Bi hôm nay đi nhổ răng. Dạ. Nhổ mấy cây? Hai cây. Hai cây. Bi có đau không? Không đau mẹ. Bi có khóc không? Không khóc mẹ. Rồi ngoan dữ vậy ta. Rồi mẹ mua cho này. Đó, hôm nay đi nhổ hai cây răng. Cây răng bây giờ cây răng trong nó mọc rồi đó cả nhà. Rồi cái nhổ hai cây ngoài, một cây hơi lung lay một chút xíu, một cây chưa lung lay mà nhổ luôn. Rồi đòi mua cuốn tập nè, nói ngoan á. Rồi đi mua đồ chơi cho mà xuống chọn cuốn tập. Nè lại đi coi. Đi lại đây nè. Nè nhanh qua đây coi. Trời đất ơi. Gắn cái gì vậy? Cô chú ơi đi. Ông ơi. Cô chú ơi xung này xung này xung này. Xung này. Xung này. Nè đi đi lại đây nè. Ây dạ. Đi lại đây, lại đây. Lại đây. Nói chị với cô chú nè. Đi qua bên kia kìa mẹ mới đứng đây mới quay được nè. Cô chú ơi. Ở đây coi nè cô chú. Mẹ mua cho mà bị. Cái này làm sao nè cô chú? Cái này cái gì? Trời mới đây mà gấp rồi sao kỳ vậy Bi? Trời đất. Sao gì kỳ vậy hả? Không phải Bi lấy gì coi mẹ. Bi lấy cái này mà Bi lấy mà. Ở đây Bi làm gì rồi? Tư đâu rồi? Là chung gì? Là cái giấy nó gấp đó hả? Dạ, rồi làm gì? Nhưng mà phải cẩn thận chứ. Chứ để gấp rồi mới mua gấp lên sao? Làm sao không mua nữa đâu. Ngoan mới mua hả? Đi nhổ răng đau mà không khóc thì chơi luôn á. Cô chú ơi, mẹ cô chú. Ở đây có trà tư. Mua cái đó gì? Thanh trà re sơ yu. Biết đọc biết viết hết luôn, nãy không biết gì cho cô chú coi. Ưn ưn hi son yun sok trà tư min ji tal gi thul thul. Mẹ con vẽ ra đi nha. Dạ mẹ. Ba đi đang khóc. Hải sản, hôm nay mình ăn hải sản. Làm gì vậy? Bà Bi đang nấu cháo cho Bi nè, nấu súp phơ. Bà Bi ăn súp phơ nãy ăn cháo rồi. Mà Bi nó không đau. Hôm nay mình hấp hải sản nè, tôm, bào ngư với lại sò điệp. Đó, con gái cưng của ổng đau á. Thế? Cái gì đó? À, cái răng, hai cái răng này. Nè cho con chút coi. Đừng tháo ra con, đưa đây cho con chút coi. Hai cái răng của Bi này cả nhà. Đây con khoan khoan. Chị thôi chú gì. Nhìn không thấy nè. Nhìn không thấy nè. Đó hai cái răng của Bi. Hai cái răng em bé răng sữa nhỏ xíu à. Ở đây, ở đây vậy. Đâu ai vô chút coi. Đó, giờ lớn rồi. Quay cái mặt lại coi. Dạ. Dán cái gì tùm lum vậy? Tại pin muốn dán đẹp. Đẹp mới rụng răng mà đẹp. Mới rụng hai cái răng mà đẹp. Âu thôi bố rồi. Nè cả nhà ơi, mình đã hấp xong rồi. Cái này là bào ngư với tôm, sò điệp. Hấp, ba đi bỏ mấy miếng chanh vô cho nó thơm. Rồi con ăn cái này nha. Bi ăn này được không? Bi ăn này được không? Happy của bố thì đó. Ừ. Awesome. Mình ăn. Mình sợ bị đau đó nha. Cái này đây đây. Chô cột chú trăng. Đó, cái này là để sao nữa? Trời mới nhổ răng đó mà nó còn vậy đó cả nhà. Này là giống như là cái loại tương ớt mà trộn để chấm hải sản. Bây giờ mày cắt cái bà sò điệp cho ăn nha. Dạ. Ăn sò điệp hay là ăn bào ngư? Ăn sò điệp. Bây giờ để cắt nhuyễn nha. Mình cắn này, cắn này, cắn này. Con không ăn này hả? Dạ, con thích cái đó. Dúng không đẹp. Giống cái gì? Đẹp, thấy đẹp ăn được.
Hay đẹp là ăn nó được. Vậy đó. Ôi trời trời trời. Điện thoại của ai vậy trời? Nè. Để giờ mẹ cắt cho cắt nhỏ, hôm nay cắt nhỏ nhỏ cho Bi nè. Tại ăn hai bên không có ăn được ăn trước gian cửa không có cắn được. Tại mà con nít đó nó nhanh lắm cả nhà, nó không có biết không phải là không biết đau mà kiểu như là nhanh lắm, nhanh lành, nhanh nhanh hồi phục lắm. Bi đi hôm nay là quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn, mẹ bất ngờ quá luôn. Yeah. Bi có cái được cái khiếu là mình đi đi bệnh viện này kia không có khóc, không có sợ. Mới đi khám răng thôi á mà kêu là bác sĩ ơi, Bi muốn hôm nay nhổ luôn. Rồi là nhổ luôn, đi chụp hình là nhổ luôn. Các em bé khác vô ư sợ nhổ răng làm răng sợ mà đau hả? Mà Bi không sợ. Trời bữa nay ngày gì mà lột tôm rồi kìa. Chứ bình thường đâu có lột. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn cùng còn cả nhà nhà cô chú. Ừ. Nè. Dạ. Ngon không nè? Dạ. Mà nhà mồi thế. Bên đây đi nhổ gà thì người ta không cử đâu, ăn uống bình thường, ăn cho nó có sức vô thôi. Không cử đâu. Nè ngồi con phải ăn cái su phơ nè, nha. Mình chấm với lại muối tiêu chanh. Ngon. Cắt ra, để mày cắt ra nha. Cắt ra đi. Những gì lúc cái thể sinh ra vô cái bột kia kìa. Để cắt ra đi, ăn cho nó dễ. Đâu cắn được đâu. Đây bắt đầu rồi. Cười cho cô chú coi kìa. Đâu thấy đâu, tại Hồng ăn dưới cả nhà. Mi ơi, Pi chuẩn bị lớn rồi, Pi không có hát là Pi nói vậy nè. Nè ơi. Pi rụng răng hết hả? Pi rụng răng hết, Pi làm sao? Ô, cái nào không thích? Ô. Tháo ra đi. Dùng bộ bắp. Bực bội. Bực bội. Cái trò đẹp này mình mua 2kg. Mà để coi mấy con, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 con mà cân hơn 2kg, cân tầm 2kg 3, 2kg 4. Bữa nào cũng mang một tay cũng không lột tôm được ha, cưng gái mà. Mẹ học ba cho lắm, mẹ biết không mẹ? Sao? Tại Pi làm hôm nay giỏi rồi ba dành cho Pi thôi à. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là ngày nào cũng giỏi đi. Ngày nào cũng làm giỏi đi. Rồi ba ngày nào ba cũng làm cho. Ngày nào ăn cái gì? Ngày nào ăn cái gì cũng làm cho. Ăn cái gì cũng làm cho được. Không khóc, không la, không sợ, nằm im. Cái lúc mà nhổ cái răng thứ hai đó, nó còn chân dài ở nhà, tại vì nó chưa lung lay mà. Cái răng một cây lung lay, một cây chưa lung lay, nhưng mà tại nhổ luôn. Bi là cái tình trạng á, răng chưa rụng mà mọc răng mới, giống như là răng sữa chưa rụng mà mọc răng vĩnh viễn, vĩnh viễn luôn. Chăm không? Chăm không? Ôi, ăn vô, con đừng ăn tương ớt nó cay. Chăm không? Trời ơi, làm hết hồn với Bi. Tưởng là chảy máu thiệt trời. Tại vì hồi chiều nhỏ chảy máu mà. Con đừng ăn cái này cay nè, đừng ăn. Ăn cái cay không tốt, không được. Chưa gụng răng sữa mà gặp mọc răng vĩnh viễn luôn á. Bởi cái hàm răng mình sợ xấu rồi. Tại vì nó mọc đâu đúng chỗ đâu. Răng chưa mọc, chưa rụng nó mọc chỗ khác rồi. Mọc đưa lên nó bây giờ phải nhổ bỏ. Nhổ bỏ cho nó mọc. Mà giờ nó bắt đầu chuẩn bị mọc 4 cây cả nhà. Mọc một lần 4 cây. Trời ơi. Sao thay răng sớm thì không biết. Trời mày bảo nha. Này chịu lột tôm mày bảo á. Có ăn nhiều vô nè cho nó khỏe nè. Cay không ăn được thì đừng có ăn cái đó.
ăn cái này không cay nè. Cay. Ăn cái bầu tạng nó không cay. Ăn được. Để bầu tạng này cho. Nè, ăn được. Ok. Được. Bà tròn nhẹ quá. Papa, phía sau anh có như một người không? Không mà, không. Không. Anh ăn, ăn múc cái spe trà này nữa. Mới đầu mình cũng lo lắng. Tại vì răng chưa rụng mà mọc răng mới đó cả nhà. Mẹ ơi, mẹ pin không ăn nhiều được. Tại cô giáo nói không ăn nhiều được. Sao vậy? Sao không ăn nhiều được? Ăn nhiều mới cao lên chứ. Vậy con ăn cháo đi, ăn súp thôi đi. Mới có chồng. Mẹ bị ăn súp thái hợp bột. Ăn mà hết nhiều lắm. Ăn hết nhiều. Mới đầu mình cũng lo lắng là chưa rụng răng sữa mà mọc răng vĩnh viễn. Nó không mọc trúng chỗ thành ra sợ nó xấu ha nha. Cũng không ngay hàng. Mà bác sĩ thì nói là sau này nó từ từ á, nó sẽ di dời ra cái chỗ mà găng cây găng sữa, nhưng mà không biết là nó có ngay hàng không. Mình nghĩ chắc không ngay hàng, tại vì ở trong nó mọc nó không có đủ chỗ đó, cái găng nó không nằm về mà nó nằm nghiêng về nè. Sau này cái tình trạng mà đi niềng găng là cao á, đi á găng hồi nhỏ đẹp quá trời luôn. Răng hiện tại giờ đó nha, nó đều hơn hạt bắp luôn á. Mà tự nhiên sao kỳ không biết. Ở dưới quê mình này hay nói là con nít còn nhỏ lúc mà răng sữa đẹp, mọc đều đẹp, sau này đổi răng không đẹp. Còn mà hồi nhỏ mọc răng xấu, sau này đổi răng đẹp. Mà mình thấy người Hà cũng hay nói vậy đó, mà không biết có hay không, hay là do tùy người không biết. Mẹ làm gì rồi? Nè, Pi, mẹ làm gì rồi mà Pi làm gì? Mẹ làm sao Pi cho coi? Mẹ tớ nói gì hả? Cô chú ơi, hôm nay Pi đi găng bốc da mà. Bốc da gì? Đi nhổ răng. Đi nhổ răng mà. Mà Pi giỏi rồi, Pi tặng quà là nhổ. Ai tặng? Bi tặng. Nhưng mà ai tặng cho Bi? Cô giáo. Thầy. Cô y tá. Cô y tá. Cô y tá mà nó cô giáo. Bi có nhầm lẫn không vậy? Y tá. Bác sĩ. Đào tạo đó. Thấy mấy em bé khám trước Bi với khóc. Khóc dãy dụ á. Cái tới lượt Bi là mình với ba Bi đi cùng á, bác sĩ kêu á một người đứng ở trên đầu là giống như là bác sĩ giải thích cho coi ảnh phim, chụp phim á cả nhà cho coi, rồi ba Bi thì ngồi cạnh Bi để nắm, để có khi em bé giãy giụa cái chân hay đạp á. Nhưng mà Bi không có sợ không gì hết, ngồi nằm im như người lớn vậy đó. Hồi năm trước đi làm răng á cũng nằm yên vậy đó, còn tung tăng nữa. Để gì mà sợ. Con còn đau không? Dạ. Đau chút xíu thôi mẹ. Bị đau chút xíu thôi hả? Dạ. Bị quá ngoan rồi. Quá trời ngoan luôn. Mẹ không biết. Ngoan quá. Đau chút xíu thôi. Cái cây mà gần cái cây hơi lung lay nhẹ nhẹ thì mình nhổ nó không có đau hơn, còn cái cây kia nó chưa lung lay mà nhổ luôn á, bởi sợ đau. Hôm nay thấy ba Bi muốn ăn nè, muốn ăn mơ có con rồi hộp quá mơ có mơ có à mơ có à mơ có à mơ có nó à cậu á anh chắc ừ. Ngon. Ngon mẹ.
Con ăn hết cái trôi cái chán. Ừ. Cái đỏ. Mẹ ép cho ăn mẹ. Thôi ăn đi. Ép ăn. Ép ăn gì mà tự ăn ép ăn trời có chuyện này nữa. Trời ơi con nít nào kỳ cục nha. Tự ăn đi ép ăn gì. Vì nào mà mẹ ép ăn chứ. Ồ gì đó hả? Ồ ăn đi nè. Nãy đi ra ăn đi nhổ răng về ăn rồi ăn cháo rồi. Bây giờ tới ăn súp sư. Nè ép ăn nè, ép ăn. Ép ăn. Ép ăn nè. Đau lên mẹ đút cho. biết làm nũng nó đau rồi kêu ép ăn. Hồi đó mình hồi nhỏ dưới quê á găng mà rụng là lấy cọng chỉ mà buộc vô là giật găng thôi á, lấy cái tay cứ bẻ lại hoài vậy nè, chừng nào nó mùi cái dứt ra nó rụng chứ đâu đi bệnh viện đâu. Thăm kim chi. Thăm kim chi à. Ăn đi Bi. Ăn đi chị Bi. Sao nói gì vậy? Ăn đi ăn em đi. Em ơi, nói vậy thích không? Chị thích không? Nói chị chứ. Sao nói Bi? Bi là em nè. Không là em bé hả? Em bé là nhỏ xíu mà nói nhìn năm giỏi mà không nói nhìn năm giỏi là có không lớn mà không nói nhìn năm nhiều không ngoan nẹt với ăn sơn làm tay là cô chú không thích cô chú không thích cô chú chơi năm áo trời với mẹ tặng gì là cô chú không thích màu này kệ tôi nhé. Chị tôi nói không được, nói là cô chú đánh đi đó đánh phát phát cái cài đó cái đánh đó pin thích thùng không thích mà sao làm vậy. Bữa nay đi nhổ hai cây răng rồi mà còn vậy á cả nhà, tăng động nhiều lắm luôn, khoái làm chị á. Tại nó bạn rụng răng á nhiều lắm rồi, Bi răng Bi chưa rụng, bây giờ răng Bi rụng rồi là Bi vui lắm. Cái kiểu như là phong trào vậy trời, rụng răng cũng phải rụng theo nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cô chú ơi, hôm nay Bi gỗ căng rồi mà cô chú là Bi dễ thương không? Không dễ thương không cô chú? Dễ thương rồi. Dễ thương là mẹ không dễ thương. Bi lớn rồi hết dễ thương rồi. Một khai bắt. Kiểu hỏi là Bi nhổ răng rồi còn dễ thương không cô chú hay là hết dễ thương rồi đó? Lớn rồi Bi lớn hết dễ thương. Cô chú ơi, kể lại coi nha cô chú. Cô chú ơi, Bi bà già này cô chú. Bà già, bà giống bà nội. Bà nội. Xin chào em, cô chú bà phát khách khen. Hẹn ra ba mình đi coi đó. Nè nè, Bi chào tạm biệt cô chú đi con. Xin chào năm đi cô chú, bà ba tiếp theo. Hôm nay nó anh có hình cho em đi nha. Bà ba. Bye bye cả nhà ơi. Bye bye, bye. Hãy